Rồi mình quay trở lại với video trò chuyện nha các bạn. Nếu quay video mà không nói là khó chịu lắm mọi người ơi. Đó đây. Hồi nãy hát được mấy bài? Con hát mấy bài? Mọi người phải hoan hỷ nha các bạn, nhiều khi bé mấy bé nó nằm đổ nhiều quá nó mệt đó các mọi người. Lúc khách vô đông á các bạn, khách vô đông á thì phải phụ ông bà, khi nó bị lỗi một hai cái thì chuyện rất là bình thường nha mọi người. Người lớn kia đổ còn bị lỗi huống gì mấy bé. Ê, cái này sao? Cái này nước hả? Bánh xèo luôn nha. Gọi là chị Trâm, em Kiệt. Chơi ai chơi hả? Vô trong luôn chú. Là đổ bánh xèo là phân là hai khu đi các bạn, một cái ở miền Bắc, một cái ở miền Nam, một cái Hoàng Sa, một cái Trường Sa. Bánh xèo Hoàng Sa Trường Sa cái lại cái bè cái lại gia kiệt quê ở Mỹ Tho, hai anh em ra quê gia kiệt quê ở hả? Vô khui úp rồi húc. Của ai nói quản lý. Gia Kiệt giờ mới đầu ra là của bé.
đổ bánh xèo hấp dẫn quá, chắc vô bánh xèo quá. Đi đó thì không ai cắt kẹt. Bánh xèo miền Tây đây quý vị ơi. Chờ cho bánh chín mấy phút. Cái ghế New York Galaxy, New York. New York. Video hôm qua là cái comment của quý vị là với Hạnh đập hết cho bạn, cho nên là mình thấy là không hợp lý, cho nên mình xóa hết cái comment đó rồi. Cho nên hôm nay các bạn thấy quay video, các bạn thấy Hạnh tập trung đổ bánh xèo, tập trung cao độ luôn á, không nói câu nào luôn mà. Rất là khó chịu nha các bạn. Đánh là giờ cái nào ra cái nấy rõ ràng ha. Của ai là của ai á. Không được xâm lấn á. Đó, nhả nắp nè. Xâm lấn quá. Đó, thấy không? Bà nội cứ xâm lấn qua hoài cái hai cái chảo của ông nội. Rồi bây giờ chị hai cứ xâm lấn qua cái hai cái chảo của cái lượng bột ở phía dưới là nó bị đặc á các bạn. Đặc ở dưới. Kiệt. À, dữ dằn nha. Đúng rồi, đợi khói. Mà sao? Chị hai có trang bị. Mà sao vậy? Thấy đường không? Đẹp. Đẹp trai. Quá đẹp trai con của bạn này. Rồi, vô luôn, vô luôn. Nhiều khi các bạn quay video, do anh em mình là quay video là quay cực, kiểu như quay không có cắt luôn á các bạn, cho nên nhiều cái nó bị hư, bị lỗi á các bạn, thông cảm nha, nhưng nhiều lâu lâu mới bị nha các bạn. Chứ còn nếu mà mọi người thấy muốn anh em mình chỉnh chu, mọi người cắt cái phần đó thôi, nhưng mà anh em mình quay là quay thực tế luôn, không có cắt ghép cái gì hết đó các bạn. Tiếp còn ở sô bột rồi. Còn cái này là ở Hoàng Sa nè, còn cái này ở Trường Sa nè. Ở sô bột này đổ. Ui dồi ôi, nó nhảy luôn luôn á. Nhiều lắm đó cả nhà. Ủa, bắn được. Đánh ghê.
cho đi được khách. Chính là nó ok nãy giờ. Ở đây thấy có anh khách tới chơi vẫn dắt xe luôn, giữ xe giùm luôn kìa. Dọn bàn luôn kìa. Dọn bàn luôn kìa. Nhiệt tình lắm cả nhà. Mời mấy anh YouTuber ăn bánh xèo. Cái này cũng thấy cô gái đâu nói gì luôn nè. Bánh cứu quầy. À ơi, hả ơi. Đứng im, đứng im. Mấy buồn thiêu luôn á. Đứng im. Bánh thường. Không biết nói gì luôn. Cái đó là thường. Đây cái này đặc biệt này, đặc biệt đang chia. Mẹ chia 3 luôn hả, thấy không? Chia 4 luôn hả? Chia 4 luôn, 4 mùa xuân hạ thu đông luôn. Ê, về nhé, cảm ơn cô nhé. Nhà hỏi thăm anh Gia Kiệt đeo mắt kính có bị cay mắt không? Gia Kiệt đang đổ một cái đặc biệt. Có ông bánh đặc biệt. Dạ, ông chờ xíu nha ông. Chiếc chi đặc biệt 4 con nè. Chị đang diễn đặc biệt 4 con tôm đây. 30.000 2 con tôm, 40.000 4 con tôm thôi. Còn ăn 40.000 ngon hơn nữa. Đi 10.000 nữa thôi mà. Nhiều tôm, nhiều thịt hơn đó nha. Bữa nay các bạn thấy ăn được. Mấy cháu nó bỏ cái đậu xanh trước rồi mọi người. Cay mắt không? Ok rồi. Bỏ thêm củi không con? Năm anh. Lọt luôn rồi, lọt. Một cây thôi hả? Thứ nhất là thầy Phò Viên luôn hả? Trời ơi. Cái là anh nói là anh này cũng được quay cái thầy. Ờ, anh cũng được quay cái thầy. Anh cây cũng được. Anh cây cũng được luôn, anh ghê tái. Quá trời quá đất. Cái này đặc biệt của ông đúng không? Chưa hả? Nên học được bài nào rồi? Nên học được bài nào rồi? À anh buồn rồi, Tâm buồn. Anh bữa nay hát một bài cho nó sôi nổi lên cho buồn cho chị hai rồi các chú rồi nó vui vẻ xíu coi. Buồn. Buồn quá. Chú Dũng lên buồn đúng không? Kỳ chú Dũng. Quá dữ. À nhớ. À nhớ hả? Rồi. Yên tâm đi, chú Long sẽ cắt cái đoạn clip này chú Long gửi. Nhớ chú Dũng. Dũng diễn viên điện ảnh. Dũng là tài tử điện ảnh Hàn Quốc. Không có tài tử Hồng Kông, Châu Gia Kiệt. Châu Gia Kiệt. Hình như Việt Nam cũng có Châu Gia Kiệt chứ hả? Ca sĩ Châu Gia Kiệt. Cái đặc biệt thì nó lâu chín hơn á. Đây cái đặc biệt Kiệt đang đổ đây.
đẹp trai. Làm chú giật mình luôn. Cha Kiệt đọc rap cũng được mà hát cũng được nha cả nhà. Cha Kiệt với Trâm Anh có một cái bài rap hay lắm. Rồi vui dữ chưa? Dữ chưa? Vui dữ chưa? Dữ chưa? Dữ chưa? Lứa tuổi mới lớn rồi, còn rất là nhạy gì cảm xúc. Chiên cái này 5 phút ngon cái nha. Rồi bánh đặc biệt cho Kiệt đi, bánh đặc biệt cho Kiệt đi. 40 cành. Bánh đặc biệt 40 cành hoa. Rồi cái này là quay trở lại cái bình thường. Chia chia ra. Mỗi bé thì đổ một kiểu nha cả nhà. Cái này chỉ có bé Trâm Anh đổ là khác nhất mình. Tại vì cầm cái giá bột không nổi, phải đổ thẳng vô cái chảo xong rồi xoay cái chảo. Không biết sao chú Dũng không? Nó xấu không? Là 5 cái là 5 cái chảo luôn các bạn. Nãy giờ quay là không có bị khét luôn đó nha. Mấy bé bắt được chỗ rồi. Chú Lâm gọi điện thoại cho con kìa. Ô, mở gọi thiệt luôn kìa. Dễ con máy. Mấy đứa này nó có điện rồi. Phần câu hả? Tôi xin tấm hình kìa. Gặp chưa? Gặp chưa? Chưa chưa. Ok. Gặp chưa Trâm Anh? Trâm Anh? Trâm Anh? Con gặp chưa? Hả? Chưa gặp hả? Đặc biệt, đặc biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xíu nữa chết rồi. Chú nghĩ là được rồi đó. Chính rồi đó. Chữa cháy nhiều quá đó. Ok đó, chú nghĩ là ok. Vui và con tim đã vui trở lại và tình yêu đã vui trở lại. Thấy hình như là con, tôi thấy hình như là có người chụp hình với con vui lại mấy hàng chút chú vô chụp tấm hàng. Để xong rồi tới chú Hà, tới chú Lâm. Đúng không? Nóng quá nè. Chết xuống dưới. Đúng rồi, chết xuống dưới. Sao tiếng bíp? Né ra ông Long ơi. Quay dính ha. Ý nó đưa ngồi đó quay dính. Ôi, bánh xèo ngon quá, giờ đem bánh xèo thôi. Nhiều khán giả cứ nói bột ít bột nhiều. Mỗi người mỗi biết được đâu. Đó. Tùy cái phong cách đổ các bạn. Đó. Chín chưa? Chưa. Chưa chín hả? Giờ là Gia Kiệt đổ bột nhiều nè. Cái nào thấy bột nhiều. Không. Tại vì đầy tràn bột giá luôn. Bột nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cái này thì lại mất thời gian hơn đúng không? Đúng rồi, lâu chín hơn. Mất thời gian hơn. Cái Hà Anh thì đổ lưng lưng cái giá một chút xíu. Cái bà chỉ phụ được tới 5 giờ cả nhà. À, đi rước em về là trong nhà trong hai đứa con. Giờ này Gia Kiệt hết trông được mấy mèo với bác Ken nè. Sao ạ? Lớn rồi đó. Lớn trông được hả? Trông nổi. Bởi vì tiếng ba tối giờ đâu có ra bán một đồng. Nhà trong nhỏ. Không, khi mà đổ giày các bạn là cái thời gian mà đó bánh lấy ra nó mất thời gian hơn nhiều luôn á. Nhưng mà nó lại không được giòn không? Nó không được giòn hơn so với cái đêm mình đổ mỏng không? Đúng không? Ai thích ăn bột nhiều thì đổ về thôi. Mà ai thích ăn giòn thì đổ mỏng. Khó chiên hả? Cái thời gian mà đến là khô cái mặt này nè, mất thời gian hơn. Không, khô ráo. Bánh này nhiều quá, chắc khớp cảo lại. Ráo, ráo mặt luôn. Cái việc xoay nãy giờ chưa chín cái này. Bên đây là đặc biệt thơm không nha cả nhà. Diễn viên chậm á. Action. Không phải. Chú đó hình như ở quận 7 chạy ra đây á. Ừ. Ừ. Bạn người quen gì cô? Đẹp mà. À cái vụ đó hả? Ôi, vụ đó thì bình thường thôi. Cái kiện chiên ở đây bị rớt đồ quá nha. Cái bà phải đi rửa cái đầu góc. Xong rồi chú Dũng nhắn lại ông rảnh quá.
chín rồi. Chỗ này nó hơi dày. Đúng rồi. Tính ra chia ra hai khu xong rồi tráng chảo sau nó cũng gom lại thôi. À. Để kịp đó thì cho đậu xanh. Không? Đậu xanh vô trước nha. Không? Vô trước bên cho giá vô sao. Đậu xanh cái này phải dưới cái bánh không có đặt lên giá. Không, nó khô mặt hả? Chưa khô. Đó là dễ rất bánh. Mày kiếm lửa nè. Bắt lửa rồi mấy kìm. Củi không? Tắt luôn hả? Tắt luôn. Nhiều bánh quá. Để chiên cũng phải nhìn số lượng bánh ra. Bùm. Chú. Thanh chắc muối. Rồi có đặc biệt cho bà rồi. Mang vô cho bà luôn đi. Rồi 10 cái chị. 3 cái mang về, bánh 3 cái. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đó là video mình quay lúc chiều thứ bảy nha mọi người.